Thưa quý vị, vào buổi chiều ngày thứ Sáu 28 tháng 9, đúng một tuần trước, thảm họa kép động đất sóng thần đã xảy ra trên đảo Sulawesi của Indonesia. Cho đến thời điểm này thì khoảng 1.424 người đã được xác định là thiệt mạng. Số người còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát được ước tính là khoảng 500 người và hơn 2.500 người khác bị thương đang phải chăm sóc y tế. Mọi công tác cứu hộ cũng như cứu trợ quốc tế đang được tiến hành khẩn trương tại nơi xảy ra thảm họa. Nhưng khối lượng công việc tìm kiếm cứu nạn quá lớn đang làm toàn bộ hệ thống bị quá tải. Một tuần sau thảm họa, người ta phải đặt ra câu hỏi và đòi hỏi phải có câu trả lời. Đó là vì sao thương vong lại lớn đến như vậy? Mặc dù Indonesia cũng chính là tâm điểm của thảm họa sóng thần năm 2004 và đã được đầu tư rất nhiều để phòng ngừa thảm họa tái diễn. Mới đây thì các nhà chức trách Indonesia đã bắt đầu đưa ra lời giải thích khiến cho nhiều người phải bàng hoàng. Bất chấp việc được đầu tư và rút kinh nghiệm rất nhiều sau thảm họa sóng thần năm 2004, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của gần 170.000 người tại các nước bên bờ Ấn Độ Dương. Việc cảnh báo sóng thần tại Indonesia lần này vẫn có thiếu sót. Hệ thống cảnh báo sóng thần không đưa được thông báo tới đa số người dân bởi không được thường xuyên bảo trì và sửa chữa. Ngoài ra, hệ thống này cũng vẫn còn những lỗ hổng. 63% số người dân không biết tới thông báo cảnh báo từ hệ thống vì số lượng thiết bị cảnh báo ít. Chúng tôi chỉ có 56 chiếc chuông cảnh báo. Trước kia, chúng tôi có 200 chiếc, nhưng thực tế là cần tới 1.000 chiếc. Thêm vào đó, khi di tản, 75% người dân phải sử dụng ô tô riêng. Vì thế còn có việc là xảy ra tắc nghẽn, khó di tản số lượng người lớn khi xảy ra sóng thần. Vâng, vậy chuyện gì đã thực sự xảy đến với người dân đảo Sulawesi khi mà trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển cuộc sống của họ buổi chiều ngày thứ Sáu tuần trước? Phóng viên kênh truyền hình CNN nước Mỹ sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện từ hiện trường. Ngôi làng này không còn gì cả. Mặt bằng các ngôi nhà, mặt đất dưới chân người dân làng hóa lỏng, hút hết mọi thứ xuống, bùn trong lòng đất trào lên và tất cả bị vùi lấp như thế này. Lực lượng cứu hộ không có cách nào để khai quật nhanh được. Có nghĩa là vẫn còn những người nằm dưới lòng đất ở đây, nhưng không có cách nào cứu được họ. 744 ngôi nhà ở đây bị vùi lấp cùng những người bên trong. Những người thoát nạn đối mặt thực tế phũ phàng khác. Gia đình này may mắn sống sót. Tôi thấy nhà nhà đổ sập, mặt đất thì nứt toác, nhiều người bị hút xuống, chúng tôi cũng ngã xuống, mặt đất hút chúng tôi như thể là con quái vật. Nhờ trời mà tôi và con cháu sống sót. Gia đình bà Galanu cưỡng được sức hút, nhưng cha mẹ bà không thể. Bà cho rằng họ đã chết. Chị Puteri cũng bị hút xuống. Chị cố ôm chặt đứa con 3 tháng tuổi, bùn ngập đến ngực. Tôi cố nâng con lên cao, rất may là có những người khác giúp. Ba thế hệ gia đình này đã thoát nạn một điều rất hiếm hoi. Họ biết mình may mắn, nhưng không dám cất cao lời cảm ơn. Vì ở đảo Sulawesi này, rất nhiều gia đình không có được điều may mắn ấy. Con số khoảng 1.424 người được xác định là thiệt mạng cho đến thời điểm này trong thảm họa động đất sóng thần trên đảo Sulawesi, Indonesia chắc chắn sẽ còn tăng lên vì còn rất nhiều những khu vực khác mà lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận. Do khối lượng công việc khổng lồ mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt, cuộc tìm kiếm những người còn sống sót cho đến lúc này thật đáng buồn khi nó đã bắt đầu được coi là chuyển sang nỗ lực tìm kiếm đủ xác của những người thiệt mạng. Những lá cờ cắm báo hiệu vị trí có xác người chưa đưa lên được phấp phới khắp nơi. Hình ảnh này là biểu tượng cho thách thức quá lớn mà các nhân viên cứu hộ trên đảo Sulawesi phải đối mặt hàng ngày. Mệt mỏi và hoàn toàn lực bất tòng tâm, vì chủ yếu họ chỉ có tay không và một ít dụng cụ, máy móc cỡ lớn rất ít. Viên cảnh sát trưởng quận này tuyên bố không trông mong sẽ tìm được ai còn sống. Chúng tôi tìm thấy xác người, nhưng xác người còn không được đưa ra vì không có thiết bị, nên khả năng cứu được người còn sống là rất ít. Lực lượng chức năng quá tải, người dân cũng lao vào công cuộc tìm kiếm. Tại ngôi nhà thờ đã bị chấn động trong động đất đẩy đi 2 km so với vị trí cũ. 80 trẻ đang học kinh thánh khi thảm họa xảy ra. Tới nay mới tìm được xác 35 em. Đích thân cha mẹ và thầy cô dùng tay không để tìm kiếm các em hàng ngày suốt cả tuần qua, mỗi ngày 12 tiếng. Người ta nói, con trai tôi không còn sống đâu. Tôi nói, thì sao? Tôi không thể giận dữ được nữa. Có lẽ là ý trời rồi. Nhưng tôi vẫn ngày ngày đến đây để tìm kiếm nó. Thưa quý vị, sau thảm họa, trong khi mọi việc đang bộn bề rối ren, lại xuất hiện những tin đồn thất thiệt nhanh chóng lan ra. Điều này khiến cho giới chức Indonesia phải nhanh chóng vào cuộc để ngăn chặn các thông tin gây tâm lý hoảng loạn cho người dân tại đảo Sulawesi.
những kẻ xấu đã lợi dụng, sử dụng hình ảnh giả và lan truyền rằng một trận động đất khủng khiếp nữa lại sắp xảy ra tại khu vực này và một con đập sắp bị vỡ. Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia đã ban hành liên tiếp hai thông cáo báo chí trong những ngày vừa qua để đính chính và làm an tâm người dân. Vâng, tại tâm chấn thì từng cá nhân đều đang phải nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả của thảm họa. Hình ảnh người phát ngôn của Cơ quan Đối phó Thiên tai Quốc gia Indonesia dù đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng cũng đang nỗ lực hết mình hàng ngày để mang đến cho thế giới những thông tin chính xác nhất về thiệt hại. Từ đó có được những sự cứu trợ cần thiết là một ví dụ điển hình nhất. Người phát ngôn 48 tuổi này phải gắng gượng đến các cuộc họp báo mỗi ngày, trả lời điện thoại của phóng viên, tương tác trên mạng xã hội, ngay cả khi ông cảm thấy yếu đi mỗi ngày do căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, mặc dù sức khỏe không tốt. Nhưng ông vẫn cố gắng làm việc hết công suất. Ông Sutopo chia sẻ, ông muốn làm việc hết sức để phục vụ mọi người. Vâng, trong lúc này thì các hoạt động cứu trợ của quốc tế đã bắt đầu hướng đến người dân bị nạn ở đảo Sulawesi, Indonesia. Đó là những hình ảnh mang theo hy vọng của người dân toàn thế giới. Thế nhưng mọi người tham gia vào nỗ lực cứu hộ to lớn này đều hiểu rằng chặng đường phía trước sẽ còn rất dài. Nhưng hy vọng về những người còn sống sót vẫn luôn ở đó, nơi tâm chấn của thảm họa. Và rất có thể sự giúp sức kịp thời của cộng đồng quốc tế sẽ biến những hy vọng kia thành những điều kỳ diệu, dù cho nó thật là mong manh. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về thảm họa kép động đất sóng thần tại Indonesia trong những bản tin tiếp theo.